Tập 19. Thăm dò xong rồi, bệnh của Sức Dân Nhu là do trúng độc. Trúng độc sao? Sức Dân Nhu sao lại trúng độc? Có lẽ nào lúc bà ta nôn ra máu để hãm hại ta là vì độc dược sao? Ta từng theo phụ thân học y thuật. Nếu ta nhớ không lầm, biểu hiện của Sức Dân Nhu rất giống với trạng thái khi nuốt cỏ đuôi ngựa. Cỏ đuôi ngựa sao? Nhưng khi phụ thân gọi Thẩm Thái Y bắt mạch cho bà ấy, ông ấy không nhận ra gì cả. Bà ta đã mua chuộc Thẩm Thái Y. Ta sẽ đi bắt Thẩm Thái Y về. Chúng ta có thể bắt ông ta nói sự thật, đừng lỗ mãng. Sức Dân Nhu rất cẩn trọng. Nếu bà ta mua chuộc Thẩm Thái Y, có nghĩa là bà ta biết chắc ông ấy không bao giờ nói ra sự thật. Cho dù chúng ta bắt ông ấy cũng không có ích gì, thậm chí còn gây rắc rối cho chúng ta. Vậy phải làm sao? Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ làm xong vũ y của người cho yến hội rồi. Tiểu thư xem đi, chúng thật đẹp. Bạch chỉ, làm rất tốt. Lâu rồi ta không thấy người múa. Quân Đào, tỷ nhìn thấy tiểu thư múa rồi sao? Khi nào vậy? Muội chưa từng thấy. Lúc ta cứu mạng Quân Đào ở quê, có múa một chút, không có gì đặc biệt. Không ngờ nàng ấy còn nhớ. Đúng thế. Nô tỳ cũng rất muốn thấy tiểu thư múa. Ta ghét nhảy múa. Nếu không phải vì yến hội và chúng ta phải biểu diễn, ta sẽ không bao giờ múa. Người quá khiêm tốn rồi. Kỹ năng nhảy múa của người rất đáng kinh ngạc. Thật sao? Nô tỳ rất mong chờ. Ông là ai? Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Thuộc hạ đã tìm thiếu chủ nhiều năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy người. Xin người quay về cùng thuộc hạ. Khả Hãn đang đợi thiếu chủ. Thiếu chủ? Khả Hãn gì chứ? Chắc ông nhận nhầm người rồi. Thiếu chủ, Khả Hãn mà thuộc hạ nói là thổ hạ chân Khả Hãn vĩ đại nhất của Nhu Nhiên. Còn thiếu chủ là dương tử của Nhu Nhiên. Thuộc hạ không nhầm đâu. Có sáu ngọc làm bằng chứng. Nhu Nhiên, dương tử gì chứ? Ông thật lố bịch. Thiếu chủ, nếu ông cứ đi theo ta, ta sẽ không tử tế nữa. Xin hãy quay về cùng thuộc hạ. Sao ông không đánh trả? Thiếu chủ, sao thuộc hạ dám chạm vào người chứ? Ta nói rồi, ta không phải dương tử của ông. Ông không phải thuộc hạ của ta. Có sáu ngọc làm bằng chứng, thuộc hạ không nhầm đâu. Món đồ cũ này ông thích thì cho đấy. Đừng theo ta. Thiếu chủ, ông ta nói thật không nhỉ? Mẫn Đức, Mẫn Đức, mẫu thân, con đang nghĩ gì vậy? Con thất thần rồi kìa. Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Con trai mẫu thân đã lớn, giờ đã có chuyện riêng để lo lắng rồi. Giờ nghĩ lại, con cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Mẫu thân nên tìm nương tử tốt cho con rồi. Con trai mẫu thân văn võ song toàn, lại còn tuấn tú. Mẫu thân phải tìm nương tử tốt cho con. Mẫu thân, con không muốn lấy vợ. Con phải thành thân. Con đang ngượng đấy à? Có lẽ nào con đã có ý trung nhân rồi sao? Con, vậy là con có ý trung nhân thật rồi.
Nói đi, cô nương nào may mắn vậy? Dù là ai, mẫu thân cũng rước về thành thân với con. Không thể nào, nàng ấy không thể. Chỉ có nàng ấy là không thể. Thiếu gia, thiếu gia, có người mang cây sáo này cho người. Đây không phải cây sáo mà người luôn mang theo thuở bé sao? Thiếu gia, người làm mất nó khi nào vậy? Người nói nhiều quá, ra ngoài. Dân, lúc gia đình con mang con đến với mẫu thân, con đang nắm chặt cây sáo này, nắm chặt trong tay. Thật buồn cười, con chỉ mới 2 tuổi, nhưng cứ như con biết vậy. Con biết rằng cây sáo này là của con nắm nó rất chặt, không chịu cho ai lấy nó. Mẫu thân, mẫu thân có nhớ người đưa con đến đây trông ra sao không? Họ đã nói những gì? Người đưa con đến là họ hàng xa của mẫu thân. Ông ấy nói vào một ngày tuyết rơi, ông ấy tìm thấy con bị lạc mất gia đình. Ông ấy đã đợi rất lâu, cũng không ai đến tìm con. Cho nên ông ấy mới giao con cho mẫu thân. Lúc con đang nắm trong tay cây sáo ngọc này, mẫu thân nghĩ nó nhất định liên quan tới phụ mẫu của con. Mẫn Đức, nếu con muốn biết về gia đình mình, mẫu thân có thể giúp con. Mẫu thân, con không muốn biết về gia đình mình. Con chỉ biết mẫu thân đã nuôi nấng con, mẫu thân quan tâm con, dạy dỗ con. Còn có người là mẫu thân, như vậy là đủ rồi. Mẫn Đức, nhưng dù con có làm việc gì, mẫu thân cũng sẽ ủng hộ con. Vì trong lòng mẫu thân, hạnh phúc của con có ý nghĩa hơn mọi thứ, con có hiểu không? Đa tạ mẫu thân. Đây là lần đầu tiên trong đời muội được vào cung dự yến hội của hoàng hậu nương nương. Muội lo quá. Đây cũng là lần đầu của tỷ phải không? Trông tỷ không căng thẳng gì cả. Thật ra tỷ rất căng thẳng. Tỷ cảm nhận được tim mình đang đập đây này. Phải rồi tỷ tỷ, để muội cho tỷ xem vũ y của muội. Muội đặc biệt mai cho yến hội lần này đấy. Đẹp quá. Muội sẽ múa sao? Trước đây muội có học múa với vũ sư, nhưng chưa bao giờ có cơ hội biểu diễn. Đây là một cơ hội tốt. Muội hy vọng mình sẽ làm thật tốt và mọi người sẽ nhớ tới muội. Vậy tỷ hứa với muội, lần này tỷ sẽ giúp muội hoàn thành ước nguyện. Phải rồi, tỷ sẽ biểu diễn tài nghệ gì vậy? Tỷ sao? Bây giờ để tỷ giữ bí mật đã, đến lúc đó muội sẽ biết. Điện hạ, chuyện gì? Thần... Điện hạ, thần đến đây vì muốn xin lỗi người. Thần đã đánh giá thấp người, nhưng lần này người đã hành động và chứng tỏ giá trị của mình. Chỉ trong vài ngày mà đã có kết quả tuyệt vời. Thật đáng bái phục. Người nói thật sao? Được, vì ngươi đã xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng trong tương lai, ngươi không được trốn ta nữa. Ta cần ngươi dạy ta bắn cung. Điện hạ, thần biết điện hạ là người tốt, nhưng chúng ta cách biệt về địa vị. Xin ngươi đừng làm khó thần vì những chuyện khác. Ngươi cũng thổi sáo nữa sao? Có biết đôi chút. Vậy thổi cho ta nghe đi. Thần không đủ điêu luyện, không muốn làm đau tai người. Phải rồi, hôm nay thần phải bảo vệ yến hội. Xin cáo từ.
ta sẽ bắt ngươi thổi sáo cho ta. Bản cung thích lễ lạc, lại càng thích tham gia lễ lạc với tất cả các ngươi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hoàng hậu nương nương đã nói như vậy thì đừng câu nệ nữa. Có tài nghệ gì thì cứ việc thể hiện. Hôm nay các điện hạ đều có mặt, thật là một ngày tuyệt vời. Mẫu hậu, sao Trường Lạc tiểu thư không có ở đây? Lễ lạc mà thiếu ca vũ của nàng ấy sao có thể xem là lễ lạc? Bản cung không mời nàng ấy. Cũng không phải chỉ mình Lý Trường Lạc biết ca vũ. Không, các vị tiểu thư ở đây hôm nay đều rất tài năng. Còn chắc chắn họ sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Mẫu thân, đây là An Bình quận chúa, là người đã cứu bách tính gặp thiên tai. Nàng ấy thông minh lanh lợi, nhất định có tài nghệ khiến chúng ta mở rộng tầm nhìn. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương. An Bình quận chúa muốn biểu diễn tài nghệ gì, chi bằng cô thể hiện tài nghệ cho mọi người xem đi. Tài nghệ của thần chưa đủ, chỉ e sẽ khiến nương nương và các điện hạ thất vọng. Chi bằng để thần tiến cử một người khác. Là ai? Bẩm nương nương, là em họ của thần, Lý Thường Như. Muội ấy có kỹ năng nhảy múa phi thường, chắc chắn mọi người sẽ thích. Thường Như, thần nữ Lý Thường Như bái kiến hoàng hậu nương nương. An Bình quận chúa đã tiến cử như vậy, cô hãy biểu diễn cho mọi người xem đi. Dân, thưa hoàng hậu nương nương. Làm cho tốt vào. Dân, có chuyện gì vậy? Bẩm hoàng hậu nương nương, đột nhiên thần thấy không khỏe, không đàn được nữa, xin nương nương tha tội. Chúng ta có vũ mà không có nhạc, thật khủng khiếp. Xem ra hôm nay không thể xem nàng ấy tiếp tục múa rồi, lùi xuống đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, không biết thần có thể đàn cho Thường Như hay không? Hoàng tổ mẫu, con sẽ hợp tấu với An Bình quận chúa để làm vui lòng người. Rất tốt, lâu rồi ta cũng không nghe tiếng đàn của Tôn Nhi. Ân chuẩn. Mẫu hậu, Địch Nhi, có chuyện gì? Chỉ có tiếng đàn e là quá nhàm chán, nếu có thêm tiếng sáo chẳng phải sẽ hay hơn sao? Lý Mẫn Đức, cấm quân thị vệ Lý Mẫn Đức bái kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Vậy đây cũng là cao thủ thổi sáo mà con nói tới sao? Mẫu thân không tin con sao? Lý Mẫn Đức, thổi cho hoàng hậu nghe đi. Dân, hoàng hậu nương nương. Thấy chưa, ta nói rồi mà, ngươi không bao giờ thắng ta được đâu. Thật là phiền phức.
Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Rất tuyệt. Múa rất đẹp, rất giỏi. Âm nhạc rất tuyệt. Múa rất tuyệt. Đàn rất tuyệt. Tiếng sáo cũng rất tuyệt. Thưởng. Thưởng tất cả. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Thường như cô nương thật lắm bất ngờ. Không chỉ giỏi kể chuyện mà còn nhảy múa điêu luyện. Được điện hạ khen ngợi như vậy, thường như vui hơn tất thảy. Thật sao? Còn vui hơn chuyện được hoàng hậu khen ngợi sao? Ta nghe nói cô tự làm vũ y cho mình. Vâng, thưa điện hạ, chất liệu nhẹ nhàng, bồng bềnh duyên dáng, rất hợp với cô. Cô thật sự rất tài năng. Đa tạ tỷ đã giúp muội ở yến hội. Dị ương, muội không cần cảm ơn tỷ. Muội không chỉ cảm ơn tỷ vì tiếng đàn, muội biết có thể tỷ cũng nhảy múa rất giỏi. Nếu tỷ múa thì hẳn sẽ nhận được nhiều lời khen hơn nữa. Nhưng tỷ lại nhường cơ hội cho muội. Chính vì muội có tài nên muội mới nắm được cơ hội. Chỉ cần muội hoàn thành ước nguyện là được rồi. Đa tạ tỷ tỷ. Các cô nghe gì chưa? Tam tiểu thư múa ở yến hội, được hoàng hậu nương nương ban thưởng rất nhiều. Thật sao? Đúng thế. Nghe nói tiểu thư múa rất đẹp. Tiểu thư múa điệu gì thế? Là điệu thủy tụ. Điệu thủy tụ sao? Còn đại tiểu thư Đàn Hương, mau lên. Có chuyện gì vậy? Thường như tiểu thư được mời tham dự yến hội của hoàng hậu. Nàng ấy đã biểu diễn thủy tụ vũ và được hoàng hậu khen ngợi. Hoàng hậu mở yến hội sao? Sao ta không biết? Chuyện xảy ra khi nào? Thường Hỷ, đó là quà của hoàng hậu, chúng rất quý giá, cẩn thận đấy, con biết mà. Thường Như, lần này con gái ta tỏa sáng rồi. Sao mẫu thân không dẫn con theo? Nếu con hát một bài trước mặt hoàng hậu, không chừng cũng nổi danh rồi. Yến hội của hoàng hậu, con thích đến thì đến sao? Đồ ngốc. Tam tỷ, đây chính là vũ y tỷ mặc trong yến hội đúng không? Đằng nào tỷ cũng không cần nữa, hay là cho muội nhé? Không được. Những thứ khác tỷ có thể cho, nhưng muội không thể lấy cái này. Ta nghe nói cô tự làm vũ y cho mình. Chất liệu nhẹ nhàng, bồng bềnh duyên dáng, rất hợp với cô. Vui quá nhỉ. Đại tiểu thư, sao cô mang nhiều người đến đây vậy? Ta đến để chúc mừng muội muội. Sao ta lại không hay biết yến hội của hoàng hậu nương nương vậy? Hoàng hậu không mời tiểu thư nên tiểu thư mới không biết. Chỉ có mình ta không hay biết. Ngay cả nhà hoàng trong phủ cũng biết. Chắc chắn là bà chỉ giấu một mình ta. Mẫu thân muội lo, nếu như tỷ tức giận chuyện đó thì tỷ tỷ của muội không thể đi được. Thôi đi. Từ khi nhị thẩm bắt đầu coi sóc Lý gia, chẳng những quyền lực lớn hơn, ta nghĩ lá gan của bà cũng lớn hơn đấy. Không biết ai mới thật sự là chủ của Lý gia. Người đâu,
Có. Phá nơi này cho ta. Dừng lại. Đây là quà của hoàng hậu ban cho. Đại tiểu thư định phá chúng sao? Dĩ nhiên ta không động tới quà thưởng của hoàng hậu. Phá nơi này ngay cho ta. Tuân lệnh. Đây chắc là vũ y mà muội đã mặc. Mẫu thân, trả đây. Đàn hương. Dân. Không. Không. Tiểu thư. Tam tỷ. Thường Như. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy đại tỷ cho người tới đập phá nơi này, còn cắt nát vũ y của tam tỷ. Có quyền quản chuyện trong nhà thì có ích gì chứ? Nàng ta kể có gia thế, muốn làm gì thì làm. Còn chúng ta chỉ có thể bị ức hiếp. Ta muội, muội đừng buồn nữa. Tỷ sẽ làm bộ khác cho muội. Nhị tỷ, muội hận. Sao nàng ta có thể làm thế với muội? Chúng ta phải bị nàng ta ức hiếp suốt đời sao? Sẽ không đâu. Lý Trường Lạc sẽ gặp báo ứng vì đã ức hiếp mọi người như vậy. Nhị thẩm, người có chịu bắt tay với con không? Dị Ương, con nói vậy là sao? Tùng Đào Cư. Mẫu thân, con không cần bộ này, mặc nó mất thời gian lắm. Không, con phải mang theo. Sao con phải mang nhiều đồ vậy? Mẫu thân, con không cần hết số y phục này đâu. Con chỉ đi vài tháng thôi mà. Con sắp thay mặt đại bá phụ coi sóc sự vụ. Hoàng thượng đã ân chuẩn, dĩ nhiên phải ăn mặc đàng hoàng. Mẫu thân đã chuẩn bị rất nhiều y phục để con có thể thay đổi. Sẽ không ai khinh thường con nữa. Được rồi, con không thể mặc hết chúng đâu. Mẫn Đức, bây giờ đại bá phụ thật sự rất tin tưởng con. Mẫu thân không biết có nên mừng cho con hay không. Tam thẩm, không phải người luôn hy vọng nhị đệ thành công hay sao? Bây giờ đệ ấy giữ chức trong cung, còn được phụ thân tin tưởng. Đôi khi đệ ấy còn giúp phụ thân xử lý công việc trong phủ. Người nên tự hào mới phải. Phải đấy, đúng là vậy. Nhưng bây giờ Mẫn Đức cứ ít ngày lại đi. Nó vừa trở về từ chính định, giờ sắp đi nữa. Có phải vì tam thẩm sẽ nhớ nhị đệ hay không? Đó chỉ là một lý do. Nhưng quan trọng nhất là hiện giờ ngoài kia rất nguy hiểm. Ta lo có chuyện xảy ra với Mẫn Đức. Sẽ không đâu. Mẫu thân, đừng lo cho con nữa. Con có thể tự chăm sóc cho mình. Mấy kẻ tầm thường hoàn toàn không hại được con. Bình an.
dân, chăm sóc công tử nhé. Nếu có chuyện xảy ra với công tử thì ta... Phu nhân, cứ để tiểu nhân lo. Mẫu thân, đừng lo mà. Lúc con vắng nhà, mẫu thân phải chăm sóc cho mình đấy. Mẫu thân không ra ngoài, ở nhà thì xảy ra chuyện gì chứ? Mẫu thân, con sẽ khiến cho người và mọi người tự hào. Con sẽ không làm người thất vọng. Con trai ngoan. Nhị đệ, đường xá xa xôi, đệ phải cẩn thận nhé. Tỷ cũng vậy. Phải rồi, đệ muốn nhờ tỷ một việc. Đừng lo, tỷ nhất định chăm sóc tam thẩm hộ đệ. Được rồi, mẫu thân. Con đi đây. Mẫu thân tiễn con. Đi thôi, đi. Tiểu thư, người sao vậy? Không hiểu tại sao đột nhiên ta cảm thấy lo lắng. Có lẽ là ta cả nghĩ rồi. Lý Mẫn Đức, đứng lại. Bái kiến điện hạ. Mặt ngươi như thế là sao? Ta không làm gì ngươi mà. Sao ngươi lại mặc thường phục? Thần có vài việc phải rời đi một thời gian. Hôm nay thần đến là để bàn giao nhiệm vụ. Ngươi sắp đi xa sao? Đi đâu? Thần cần làm vài việc cho đại bá phụ. Đường xá xa xôi, có thể nguy hiểm. Mong điện hạ cứ để mặt thần. Ta không nói sẽ làm gì hết mà. Nếu nguy hiểm thì ngươi phải cẩn thận đấy. Điện hạ không cần lo cho thần. Sao mà được? Ta đối đãi với ngươi như bằng hữu. Quan tâm tới bằng hữu là sai sao? Đừng lo, ta sẽ chăm sóc gia đình giúp ngươi. Đa tạ điện hạ. Hoàng thượng. Này, Lý Mẫn Đức. Quân Lang Viện. Tần Hán Sử. Con đã sắp xếp mọi chuyện, giờ phải nhờ tới nhị thẩm rồi. Đại tiểu thư, nhà hoàng đó từ đâu vậy? Bẩm tiểu thư, nàng ta là nha hoàng của Thượng Hỷ tiểu thư. Uống thêm đi, con phải uống cho hết đấy. Bữa trưa không phải, bữa tối cũng không. Thượng Hỷ đang ăn gì vậy? Đại tỷ, sao tỷ đến đây? Đây là Lý gia. Ta muốn đi đâu thì đi. Sao? Các người không vui khi thấy ta sao? Không, không phải. Sao cô lại nói vậy? Bọn ta rất vui mừng vì cô ghé thăm. Vừa nãy là gì vậy? Sao lại tỏ vẻ bí mật? Đại tiểu thư, đó là bách hoa phù dung lộ. Ta tìm khắp nơi mới có được công thức.
Nó có tác dụng chữa sẹo, làm da dẻ căng bóng. Bọn ta dùng nó để chữa vết sẹo trên mặt nó. Chẳng phải thứ quý giá gì. Đại tiểu thư cũng đừng quá lo. Nhị thẩm đừng lo. Ta chỉ hiếu kỳ thôi. Muội muội ngồi đi. Tỷ tỷ muốn tán ngẫu với muội. Nhị thẩm, bà đi được rồi. Ta muốn nói chuyện riêng với muội muội. Mẫu thân, có chuyện gì không? Muội từng có một vết sẹo trên mặt. Sao bây giờ lại mất rồi? Là do mẫu thân muội đã tìm ra. Tỷ tỷ đến đây có chuyện gì không? Sao muội lại giấu ta? Ta đã thấy mọi thứ trong bát của muội rồi. Đại tỷ, xin tỷ đừng nói với ai. Không thì muội không được uống nó nữa. Vậy nó là gì? Là thuốc bát trân. Bát trân là cái gì? Bọn muội lấy được công thức từ kỷ diện. Phụ nữ có thể dùng nó, đàn ông càng có thể dùng để mạnh mẽ hơn. Cái này, thứ canh này, muội, đại tỷ, đừng nói với ai nhé. Muội không còn lựa chọn mà, đó là cách duy nhất. Tỷ xem, vết sẹo của muội lành rồi. Nếu uống thêm 3 bát nữa, da của muội sẽ đẹp hơn. Làm ơn đi đại tỷ, đừng nói cho ai biết. Đứng dậy đi. Đại tỷ, thứ lỗi cho muội đi. Đứng dậy mau lên. Đại tỷ, để muội nói cho tỷ biết, nếu tỷ uống nó đều đặn, da của tỷ trông sẽ rất tuyệt, lúc nào trông tỷ cũng sẽ trẻ trung. Muội nghe nói tất cả các phi tần trong cung đều dùng nó để dưỡng nhan đấy. Đừng nói linh tinh nữa. Đại tỷ nghĩ xem, nếu tỷ bắt đầu uống canh, tỷ sẽ càng xinh đẹp. Nếu vậy có đàn ông nào lại không động lòng với tỷ chứ? Đừng nói nhảm nữa. Ta không bao giờ động vào thứ như thế. Còn nữa, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Thường Hỷ, nàng ta có phát hiện ra không? Đều là lỗi của người hết. Thường ngày đều uống vào buổi tối, hôm nay bắt con uống vào buổi chiều, tỷ ấy thấy cả rồi. Con phải tốn rất nhiều công sức để che giấu đấy. Chúng ta muốn nàng ta biết về nó. Ý mẫu thân là sao? Tỷ tỷ của con trân trọng dung mạo, xem nó quan trọng như tính mạng. Mẫu thân nghĩ nàng ta sẽ sớm quay lại. Tam thẩm, Vị Ương. Tam thẩm, người đi đâu vậy? Ta đến lễ đường cầu xin, để Mẫn Đức thượng lộ bình an. Quân Đào, đi theo bảo vệ Tam thẩm. Không cần, bọn ta có rất nhiều người hầu. Tam thẩm, xin người chấp nhận đề nghị của con. Có Quân Đào bên cạnh người, con thấy yên tâm hơn. Đa tạ con, Vị Ương. Ta đi đây. Vâng, người cũng cẩn thận tiểu thư. Chuyện gì vậy? Cái gì thế? Bụng ta, phu quân của cô độc ác thật. Sao để cô một mình ra ngoài chứ? Có đau không? Đau lắm. Dừng lại. Giúp ta với. Cô không sao chứ? Phu nhân, xin hãy giúp ta. Giúp đứa bé trong bụng ta với. Quân Đào, giúp nàng ấy vào xe đi. Con của ta, làm ơn, giúp con ta với. Quân Đào, mau lên, nàng ấy sẽ chết đấy. Cô phải cố gắng lên. Dân, làm ơn. Đợi tí, đau quá. Họ tới giúp rồi. Đây, họ kìa, từ từ. Chậm thôi. Đây, đa tạ phu nhân. Vào trong đi. Cẩn thận đấy. Chậm thôi. Phu nhân, người thật tốt bụng. Chúng ta sắp tới đó rồi. Cố lên, mau lên. Phu nhân tốt bụng thật. Đau quá. Cố lên, ta sẽ cố.
Tiểu thư, hôm nay có chuyện gì xảy ra với Tam Thẩm hay không? Mọi sự suôn sẻ, tiểu thư yên tâm. Nhưng Tam Thẩm quá nhân từ, một phụ nữ ngất xỉu dọc đường, nàng ta đang có thai, nên phu nhân đã cho nàng ta vào xe. Cho dù người đó là nông dân, Tam Thẩm lúc nào cũng nhân từ. Người trông như một thai phụ lại cầu cứu Tam muội, dĩ nhiên muội ấy quyết định giúp ngươi. Để báo đáp, ta đã đặt khăn tay mà người bị bệnh dịch từng dùng ở cạnh bà ta. Chu thị vốn yếu ớt, chắc chắn bà ta sẽ ngã bệnh như phu nhân đã dự tính. Tiểu thư, thế nào? Nô tỳ đã hỏi vài vị đại phu và xác nhận với họ, thuốc bắc trần thật sự có thể khiến phụ nữ xinh đẹp, còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nếu Thường Hỷ tiểu thư đã nói thế thì chắc chắn là không sai. Sao vậy? Ta bị đau đầu, không ngủ được. Có nên gọi đại phu tới xem không? Giờ cũng muộn rồi, không nên làm phiền mọi người. Không có gì nghiêm trọng, đi ngủ thôi. Mau lên. Muội lại uống thuốc nữa sao? Đại tỷ, sao tỷ lại tới? Ngửi cũng thơm thật đấy. Nó thật sự khiến muội có thể trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh sao? Đại tỷ, nói thật với tỷ, nó còn hữu dụng hơn nhân sâm hay tuyết liên đấy. Thế liệu uống nó có tác dụng nào xấu hay không? Sao lại có tác dụng xấu chứ? Nếu có, sao lại có nhiều người uống nó tới vậy? Tỷ phải biết, không phải ở đâu cũng tìm được đâu. Thứ này thật sự rất khó tìm. Canh này quý ngang giới vàng đấy. Đại tỷ, tỷ có muốn mang về một ít hay không? Bình An, người nghĩ mẫu thân có thích món quà này không? Thiếu gia, cho dù là kinh thư quý hiếm hay một cọng cỏ, tiểu nhân tin rằng phu nhân sẽ thích mọi thứ thiếu gia tặng. Cái này cho ai đây ạ? Nó có hơi quá sặc sỡ so với Tam phu nhân. Cái đó không phải cho mẫu thân, vậy thì cho ai? Sao người hỏi nhiều vậy? Người muốn chết sao? Thiếu gia, tiểu nhân biết mà, nhất định là nhị tiểu thư. Thiếu gia,
Phu nhân, người sao vậy? Người đang chảy máu kìa. Sao Mẫn Đức vẫn chưa về nhà? Nó gặp chuyện rồi sao? Phu nhân, người đừng nghĩ quá nhiều. Thiếu gia rất may mắn, nhất định sẽ bình an trở về. Nó rất may mắn. Phải. Mẫn Đức của ta rất may mắn. Nó sẽ ổn thôi. Phu nhân, uống chút nước đi. Được rồi. Phu nhân, phu nhân, người đâu, người đâu?